Dòng nước này chỉ có hữu rượu thần của ba nghiên cứu mới tiêu diệt được nó thôi. Nhưng tiếc là con đã uống hết nó rồi. Vậy là hết cách rồi hả ba? Vẫn còn cách. Cách nào ba? Vì con đã uống hết hữu rượu thần đó, nên chắc chắn trong nước mắt của con sẽ có rượu thần. Con hãy khóc thật nhiều nước mắt xuống dung dịch xanh này thì sẽ tiêu diệt được nó. Có được không anh? Nó biết lỗi rồi. Ngồi cút đây. Đừng có gì anh bó này. Từ nay con còn nghịch phá những thứ mà người lớn không cho phép nữa không? Nó không dám đụng vào nữa. Mày hẻo quá. Ngồi cút đây. Cút đây cho ta. Chỉ cứu được lần này, không chắc cứu được lần sau nếu như con còn nghịch dại như vậy nữa. Không dám có lần sau đâu. Từ nay, đồ gì của ba mẹ không cho, đám không dám lấy nữa. Đám hứa. Vậy giờ chúng ta cùng nhau dọn dẹp lại nhà cửa. Để ba lên phòng thí nghiệm xem như thế nào. Đám đi với. Đúng. Hả? À, đau quá. Ba đã nhắc mà đốm không nghe. Không đụng vào khoai của ta. Mỗi rổ có 4 củ khoai, 2 rổ là 8 củ. Nhiều quá. Bây giờ mình nhóm lửa nướng khoai thôi. Đây là khoai lang của tên ích kỷ phải không? Chắc với bắp luôn á. Hả hả, tên ăn bắp chung vậy ăn khoai lang hả? Bắp gì mà bắp. Khoai kìa, ăn đi. Chết rồi, chúng nhanh, chúng nhanh. Hồi nãy có 8 củ khoai,
Bây giờ còn có 7 củ. Bạn xí hết 1 củ rồi đúng không? Ủa? Sao bạn biết 8 củ? Thì mỗi rổ có 4 củ, 2 rổ là 8. Ai nói? Đếm với bàn tay ra, mình đếm cho coi. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè. Đúng không? Cái ngón này là 4 nè, nhớ nha. Đúng đúng. 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè. Thấy chưa? 4 cộng 4 có bằng 7 thôi à. Đúng số khoa rồi còn gì. Ủa? Sao kỳ vậy? À, thì ra mấy bạn lừa mình. Dễ bị dụ quá à. Được, hẹn mấy bạn ngày mai mình sẽ trả thù. Alo, Đốm hả? Có tay to ở đây chơi luôn nè. Hả? Ok, Đốm gọi hả? Đốm nói gì vậy? Đốm vừa tuyên chiến với anh em nhà chuột chuỗi đó. Ngày mai, ba đứa mình cùng quậy nhà chuột chuỗi một trận luôn. Nghiêm! Nghiêm! Tay to, hãy cho tôi biết loài chuột chuỗi có những đặc điểm gì? Chuột chuỗi là loài chuyên đào hang sống dưới đất, khứu giác, xúc giác rất nhạy bén để phát hiện thức ăn và nhận biết đồng loại đó. Nhưng thị lực rất yếu, phải sống trong tối nên bị thoái hóa. Tốt lắm! Chúng ta sẽ dựa vào điểm yếu này để lên kế hoạch tác chiến trong vườn, gom chúng lại và đánh bại một lần. Kế hoạch tác chiến trong vườn là sao? Vì chuột chuỗi có thị lực yếu nên tụi mình sẽ đặt mấy lưới ở dưới đất, dụ chúng vào, chờ tín hiệu của bùm bự. Mình và tay to ở trên cây kéo lưới. Vậy là chúng ta bắt hết cả đám luôn. Đường này đúng không? Chính xác, chính là nhà này nè. Tấn công anh em. Ê, phải lên nước kìa. Mình luôn hả? Đâu có đâu, còn quá trời khoai kìa. Bụng bự này làm con tin. Muốn cứu tên này thì mau mang khoai lang tới hang chuột chuỗi để cống nạp. Không. Đi xa được đâu. Vậy bây giờ mình phải làm sao? Phải lên kế hoạch đánh cắp tù binh. Tụi nhỏ hôm nay lại phá cái gì nữa vậy ta? Nướng khoai thơm như vậy nè, chắc chắn chuột chuỗi phải mò ra thôi. Một khoai lang nướng ở đâu mà thơm quá vậy cả? Ê, đang tìm cái này phải không? Đuổi theo. Ráng cứu bụng bự như ta to. Mình đã dụ bọn nó đi hết rồi. Đúng ra chạy xa nha. Mình sẽ cứu bụng bự ra. Chuột chuỗi bự chà bá luôn. Ủa, là
làm sao nó cũng ở đây vậy? Thì chạy không lại nên cũng bị bắt thôi. Mama, rồi tụi mình sẽ bị nướng như khoai lang luôn. Sắp tiêu tới nơi rồi mà còn nghĩ tới chuyện ăn uống nữa hả bụng bự? Chuột chuỗi đại ca tới. Wow, to quá, to gấp đôi bình thường luôn. Không biết tụi mình bị sủng sao đây. Đây có phải là mấy đứa nhỏ nhà anh không? Ừ, đúng tụi nó rồi. Thiệt làm phiền anh quá. Ba ơi ba. Không có sao, mấy đứa em nhà tôi cũng phá tưng bừng à. Tụi con sợ quá à. Có gì đâu mà sợ, chuột chuỗi là loài hiền lành. Ba và chú to bự ở đây là bạn từ hồi nhỏ rồi, nên không còn lạ gì nữa. Tại con ích kỷ, không chia khoai lang cho mấy bạn chuột chuỗi. Chuột chuỗi là loài sống dưới đất, nhờ việc đào bới đất thường xuyên, cho nên đất mới tươi tốt, mới trồng được nhiều khoai lang. Vậy trồng được khoai lang cũng có công mấy bạn chuột chuỗi hả? Đúng vậy đó con. Vậy từ nay mỗi lần có khoai lang nướng, đớm mời cả nhà chuột chuỗi qua ăn chung nha. Cấp cứu, tàu chúng tôi gặp sự cố ở khu vực thể mặt trời. Cấp cứu, tàu chúng tôi gặp sự cố ở khu vực thể mặt trời. Ba ơi, sao còi lại kêu inh ỏi vậy ba? Có tín hiệu SOS từ ngoài không gian. Tín hiệu SOS là gì ba? SOS là tín hiệu cấp cứu. Khi ai đó gặp nạn, họ sẽ gửi tín hiệu SOS đi, mong nhận được sự trợ giúp. Ồ, vậy chúng ta phải đi cứu người bị nạn thôi. Tín hiệu được phát ra từ ngoài không gian. Chúng ta sẽ đi bằng tàu vũ trụ. Oh yeah. Nguy hiểm quá. Hệ thống điện bên đó đã tắt hoàn toàn rồi. Vậy chúng ta phải làm sao? Kéo về trái đất sửa chữa luôn. Ba hay quá, bốc thành công rồi. Bây giờ tiến thẳng về trái đất. Chết rồi, ba chợt nhớ ra, chúng ta không thể tiếp đất an toàn cho cả hai con tàu được. Lực hút trái đất sẽ làm cả hai con tàu va chạm vỡ tan tành. Vậy chúng ta phải làm sao? Không sao, chúng ta sẽ làm được. Chỉ cần kéo phanh thắng trước khi tàu tiếp đất là được. Ba cứ lái tàu, phanh thắng để cho con. Được, ba tin tưởng ở con. Đúng, tới lúc kéo phanh rồi. Thành công rồi. Tới cứu nha. Không có gì, thật may mắn khi bạn không sao. Nhưng con tàu thì không may mắn như vậy. Bạn đừng lo, chắc chắn ba mình sẽ sửa được mà. Mình là Đốm. Mình tên là Nắng, rất vui được biết Đốm. Đốm, hồi nãy mình thấy hai trái thiên thạch bay về phía nhà bạn luôn á. Có ai bị thương không? Không phải đâu, ba mình vừa kéo tàu không gian bị nạn của bạn Nắm đi về đó. Không ổn rồi, máy móc bị hư nhiều thứ quá.
không sống rồi. Bởi năng lượng mình nóng quá rồi. Không có lỗi năng lượng này thì chắc chắn mình sẽ không về nhà được. Đừng quá lo lắng, chúng mình sẽ giúp bạn sửa lỗi năng lượng mà. Đúng vậy, vui vẻ lên là sẽ giải quyết được. Vui vẻ lên sẽ giải quyết được mọi việc. Cảm ơn các bạn đã động viên. Muốn sửa lỗi năng lượng cũng được, nhưng mà hơi khó đây. Ba cứ nói, tụi con sẽ giúp hết sức luôn. Được, tinh thần như vậy là tốt lắm. Đầu tiên, phải làm mát các chi tiết máy trong lỗi. Nhà bác Bò Vàng có một cái tủ lạnh lớn, mấy đứa qua đó nhờ bác đi. Dạ, tụi con lên đường liền. Trái đất của các bạn đẹp quá à. Đánh đường, đánh đường. Trời ơi, bác Bò Vàng trên xe kìa. Hình như xe bị đứt thắng đó. Sao biết được hay gì đó? Có kinh nghiệm mà. Không cản xe lại là bác Bò Vàng đâm vô vách núi đó. Để cho mình. Cảm ơn mấy đứa. Công nghệ gì mà lạ quá, nâng được cả xe luôn. Là công nghệ ngoài hành tinh đó bác. Ồ, có phải người bạn ngoài trái đất này không? Dạ đúng rồi, để con kể cho bác nghe nha. Mượn tủ lạnh nhà bác cũng được thôi, nhưng mà hôm nay xui quá, bị cúp điện rồi. Vậy không có cách nào làm lạnh lỗi năng lượng sao? Ở đây cúp điện thì mang tủ lạnh về nhà mình đi. Tủ lạnh bự tổ chảng khiến sao nổi hả Đốm? Cái đó thì mình có cách. Không ngờ Đốm nhanh trí ghê. Cái tủ lạnh bay lơ lửng như bong bóng luôn. Ồ, thì ra nó hoạt động như vậy. Bây giờ cho lỗi năng lượng vào để làm nguội. Bước tiếp theo là sao nữa hả ba? Chúng ta sẽ xây dựng một cái đòn bẩy cực lớn. Đòn bẩy hả? Đòn bẩy là một loại máy cơ đơn giản, dùng để biến đổi lực tác dụng lên vật theo hướng mong muốn. À, nó giống như cái vật bên đúng không ba? Đúng rồi, khi ta tác dụng lực vào một bên thì vật bên kia sẽ được nhấc lên. Hay quá. Như vậy thì tàu của mình có thể bắn ra ngoài không gian rồi. Nhưng như vậy thì chưa đủ. Chúng ta cần thêm năng lượng để gia tốc khỏi lực hút trái đất nữa. Năng lượng? À, con biết rồi. Đổ nước tăng lực vào. Kiểm tra lại lần cuối. Lỗi năng lượng. Đã gắn. Đòn bẩy. Đã về vị trí. Năng lượng. Đã đổ nước tăng lực. Mọi thứ đã sẵn sàng. Xuất phát. Tới lúc rồi, đã năng lượng nước tăng lực đi. Thành công rồi. Cảm ơn những người bạn trai đó. Mình nhất định sẽ kéo theo các bạn. Chúng mình sẽ đợi bạn. Chết mẹ. Chết nè. Chạy đâu? Chết nè. Bụng bự ơi, xuống ăn cơm đi con. Chạy đâu? Bụng bự ơi, ăn cơm này con. Cho chết nè.
cho chết nè. Sao mẹ gọi mà con không trả lời vậy Bụt Bự? Dạ dạ. Xuống ăn cơm đi, mua tí đói bụng đó con. Dạ con không ăn đâu mẹ, bụng con bự quá rồi. Lần đầu tiên nghe con không đòi ăn đó. Vậy khi nào đói thì nói mẹ nghe nha. Chơi ít thôi đó. Dạ. Chết. Chào chị. Ồ, chào anh. Chào các cháu. Tụi cháu chào cô. Mời anh và hai cháu vào nhà. Tôi dẫn hai đứa nhỏ sang để tụi nó cùng Bụng Bự đi cắm trại. Bạn Bụng Bự đó rồi cô. Nó đang trên phòng á. Để cô lên gọi cho. Dậy đi con, các bạn tới rồi kìa. Bụng Bự, con sao vậy? Bụng Bự. Chuyện gì vậy chị? Bụng Bự đó. Bụng Bự ngất rồi. Bạn nghĩ sao vậy ba? Không phải Bụng Bự của chúng ta khỏe lắm sao? Chắc là Bụng Bự nó mê chơi game quá, không có chịu ăn uống nên mới như vậy đó. Con thấy tác hại của việc mê chơi game chưa? Con cũng nên bớt chơi game lại đi. Dạ. Hả? Bác ơi, sao Bụng Bự lại ở trong game? Cho chết nè, cho chết nè. Hả? Tôi chết rồi, phải tìm cách cứu Bụng Bự thôi. Nếu không Bụng Bự sẽ không thể tỉnh lại được. Làm sao để cứu Bụng Bự bây giờ hả anh? Chỉ còn cách là đi vào game để đưa Bụng Bự ra đây thôi. Hả? Bằng cách nào hả ba? Bây giờ ba sẽ giữ cho Bụng Bự trong trạng thái ngủ. Hai đứa sẽ vào trong game cứu Bụng Bự ra đây. Hả? Nhưng làm sao mình vào trong đó được hả bác? Hai đứa lại đây. Hai đứa phải nhớ, khi gặp được Bụng Bự hãy đeo chiếc đồng hồ này cho bạn ấy và ấn nút xanh để trở ra nghe chưa? Hay quá. Hai đứa nhớ cẩn thận, phải thật nhanh. Trong vòng một ngày phải đưa được Bụng Bự ra đây. Nếu không đồng hồ hết pin là tụi con sẽ mắc kẹt trong đó, không ra được nữa đâu. Hả? Thôi vậy con không đi đâu, nguy hiểm quá. Sao bạn nhét vậy? Mình là thỏ mà. Bởi vậy người ta nói nhét như thỏ là đúng rồi. Tài to, bác biết là việc này rất khó khăn. Nhưng mà con thông minh, lại điềm tĩnh, nên không có con, một mình đốm đi bác không an tâm lắm. Vậy con sẽ đi với đốm. Đúng là con gái, thích nói ngọt. Đốm nói vậy là sao? Không có gì. Mình đang khen tay to gan dạ, thông minh đó mà. Dám chọc mình, dám chọc mình hả? Thôi, khởi động. Dạ. Đưa đây. Thôi chết, mình quên chọn vị trí cho tụi nhỏ đáp rồi. Ôi trời! À,
cứu được bụng bự, mình đã tiêu rồi. Sao giờ đó? Sao mình biết chứ? Chưa giờ có ai đánh thắng khủng long không đó? Để mình về hỏi ba mình. Sao về được? Ba đang làm đây. Dịch chuyển qua đây. Sao chút là tiêu rồi. Uống hồn. Tay to, bụng bự kìa. Đâu? Bụng bự, tỉnh lại đi. Bụng bự hả? Các người buông tao ra, để tao tiêu diệt nó. Bụng bự mạnh quá. Mình đi đồng hồ cho bụng bự là đi về được liền à? À ha, mình quên mất. Nhanh lên tay to, mình giữ hết nổi rồi. Đợi một chút. Đâu rồi ta? Nhanh đi tay to, nếu không là chúng ta tiêu chắc đó. Lại đây. Mình tìm hoài mà không thấy. Cái gì? Đâu rồi ta? Không lẽ? Không lẽ cái gì? Không lẽ rớt đằng kia rồi? Hả? Làm sao bây giờ đó? Không bự, tỉnh lẹ đi. Đó, cẩn thận. Đó nhanh thiệt. Đốm hả? Ủa, bông bự đâu rồi? Ủa, kỳ vậy? Hả? Bông bự bị trúng đá rồi. Bông bự, bạn có sao không? Có khi nào bạn ấy chết rồi không? Bông bự ơi. Bông bự ơi.